Giám khảo kính thưa toàn thể hội thi, à, tôi xin tự giới thiệu tôi là Giác Thị Hà, giáo viên bộ ngôn ngữ văn trường trung học phổ thông Việt Yên số 2. Đến với hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024, tôi xin đem đến giải pháp nâng cao hiệu quả giờ học trong giảng dạy chủ đề văn học dân gian ngữ văn 10 thông qua việc xây dựng các hình thức khởi động. À, và sau đây xin mời quý thầy cô cùng theo dõi giải pháp. Biện pháp của tôi gồm những nội dung sau. Phần A đặt vấn đề, phần B giải quyết vấn đề, phần C minh chứng và hiệu quả. Như chúng ta đã biết, hoạt động khởi động là bước đầu tiên có vai trò quan trọng dẫn dắt học sinh vào bài học mới. Đối với văn học dân gian, việc đa dạng hóa các hoạt động khởi động dễ dàng giúp học sinh tiếp thu nhanh các sự việc, chi tiết tiêu biểu, nhân vật mà không mất nhiều thời gian. Một thực trạng thường thấy trong các tiết học đầu giờ Giáo viên thường duy trì hình thức kiểm tra bài cũ, chưa đem lại sự thu hút cho học sinh. Xuất phát từ những lý do trên, tôi xin đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả giờ học trong giảng dạy chủ đề văn học dân gian ngữ văn 10 thông qua việc xây dựng các hoạt động khởi động, với mong muốn mang lại giờ dạy và học đạt kết quả khả quan hơn. Đối với biện pháp này, tôi đã lựa chọn đối tượng áp dụng là các lớp 10A2, 10A5 Tại trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2, tôi được phân công giảng dạy để tìm hiểu trong khoảng thời gian đầu năm học và tập trung chủ yếu xoay quanh chủ đề văn học dân gian. Tính mới tính sáng tạo của biện pháp mà tôi đem lại. Thứ nhất, nội dung triển khai thực nghiệm trong phạm vi chủ yếu là phần văn học dân gian lớp 10. Thứ hai, biện pháp được thực hiện theo tiến trình gắn với xây dựng các hoạt động khởi động, đặc biệt biện pháp đã góp phần phát triển năng lực tự học, tự chủ sáng tạo của học sinh. Cụ thể, biện pháp của tôi được thực hiện theo 3 bước. Bước 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động khởi động. Bước 2. Xây dựng các kỹ thuật cơ bản cho hoạt động khởi động có hiệu quả. Bước 3. Xây dựng các hoạt động khởi động cụ thể trong dạy học chủ đề văn học dân gian. Với tiến trình thực hiện bước 1, xây dựng kế hoạch hoạt động khởi động các thầy cô cần chú ý chuẩn bị tư liệu, phương tiện, phương pháp, ý tưởng tổ chức để phục vụ cho hoạt động khởi động. Khai thác đặc điểm từng lớp để điều chỉnh hình thức khởi động sao cho phù hợp. Đặc biệt, nội dung và hình thức khởi động cần phong phú để thu hút sự chú ý của học sinh. Bước 2, xây dựng các kỹ thuật cơ bản cho hoạt động khởi động để có hiệu quả. Giáo viên cần chuyển giao nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh. Học sinh sẽ là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Thời gian khởi động khoảng 5 đến 7 phút, tránh mất quá nhiều thời gian, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiến trình bài học mới. Giáo viên cần xác định rõ mục tiêu cần đạt trong phần hình thức khởi động là cái gì. Nội dung khởi động có tính cụ thể, thiết thực, liên quan đến bài học để định hướng rõ cho học sinh, cần kết hợp các phương tiện hỗ trợ dạy học khác để đem lại hiệu quả cao hơn. Quan sát tình hình thực tế của học sinh để điều chỉnh kịp thời phù hợp với từng đối tượng. Bước 3, xây dựng các hoạt động khởi động cụ thể trong dạy học chủ đề văn học dân gian. Thầy cô có thể lựa chọn rất nhiều hình thức khởi động phong phú và đa dạng. Trong khuôn khổ của biện pháp này, tôi đã chọn xây dựng một số hình thức khởi động phù hợp với chủ đề văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn 10 để dễ tiếp cận hơn đối với các em học sinh khối 10. Cụ thể, đó là năm hình thức khởi động sau đây. một Sử dụng phiếu học tập 2. Sân khấu hóa, đóng vai 3. Âm nhạc, video 4. Trò chơi 5. Tình huống có vấn đề Trong hình thức khởi động bằng việc sử dụng phiếu học tập, phiếu học tập có thể dùng cho nhóm nhỏ hoặc cá nhân khi tham gia hoạt động. Ở mỗi phiếu có thể dẫn ra một hoặc một vài câu hỏi hay bài tập hoặc hình ảnh để kích thích tư duy độc lập sáng tạo của học sinh. Về hình thức khởi động sân khấu hóa đóng vai, giáo viên có thể giúp học sinh lựa chọn đoạn trích, nhân vật yêu thích để đóng vai, tích cực tập luyện và biểu diễn trước tập thể đầu giờ học khoảng 3 đến 5 phút. Với hình thức này, giúp học sinh phát huy vai trò tự chủ trong học tập nghiên cứu tác phẩm. Đối với hình thức khởi động bằng âm nhạc, video giáo viên lựa chọn những đoạn video âm thanh thú vị tạo tâm thế thoải mái nhất tự nhiên nhất cho học sinh tiếp cận nội dung bài học mới sau những giờ phút căng thẳng ở tiết học trước mang lại về hình thức khởi động bằng trò chơi giáo viên cần xây dựng và đưa ra luật chơi việc tìm hiểu vấn đề thông qua trò chơi sẽ khơi dậy được niềm yêu thích học tập ôn tập kiến thức cũ dẫn các em vào hoạt động tìm kiến thức mới một cách dễ dàng hơn hình thức này cần chú ý khi sử dụng, không tốn quá nhiều thời gian và không tốn kém về vật chất. Có rất nhiều hình thức trò chơi khi xây dựng trong bài học. Tuy nhiên, trong giới hạn của biện pháp mà tôi thực hiện, tôi chỉ lựa chọn một số trò chơi phù hợp với chủ đề bài học. Năm hình thức trò chơi mà tôi thực hiện: một, trò chơi nhìn hình đoán chữ; hai, trò chơi tôi là ai; ba, trò chơi chuyển điện, 4. trò chơi ai nhanh nhất và 5. trò chơi hộp quà bí mật. Ngoài khởi động bằng các hình thức trên, giáo viên có thể lựa chọn khởi động thông qua tình huống có vấn đề. Việc tạo ra tình huống có vấn đề là để thu hút học sinh tham gia và tìm cách giải quyết Tuy nhiên, giáo viên cũng cần lưu ý khi lựa chọn tình huống phải phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh để các em dễ dàng tiếp nhận bài học. Với biện pháp này, tôi đã áp dụng trong dạy học chủ đề văn học dân gian cho học sinh các lớp 10 mà tôi được phân công giảng dạy, đã thu được hiệu quả như sau. Học sinh yêu thích và hứng thú với môn học hơn. Giáo viên phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho các em. Hiệu quả giờ dạy và kết quả học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt bản thân giáo viên nâng cao được trình độ chuyên môn có nhiều hình thức dạy học mới đáp ứng nhu cầu phát huy năng lực tự chủ tự học của học sinh ngoài ra giải pháp có thể vận dụng để đem lại hiệu quả cho các môn học khác nói chung và cho môn văn học ngoài chủ đề dân gian nói riêng tôi hy vọng biện pháp của mình phần nào giúp thầy cô có được những định hướng nhất định để thiết kế các bài giảng có hiệu quả. Tôi có thể khẳng định rằng biện pháp đã triển khai thực nghiệm và minh chứng về sự tiến bộ của học sinh là trung thực. Trên đây tôi đã trình bày xong giải pháp của mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý thầy cô đã chú ý theo dõi. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để giải pháp của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.